Hello, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình nha. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ bay lại cái hòn đảo chờ này đó. Cái hòn đảo mà có cái tòa là lâu đài băng tuyết này mọi người ơi. Mình đặt tên đây là cái tòa lâu đài băng giá đây. Đó thì cái đường bay hồi mai giờ là mình chọn là không biết bao nhiêu trận thì nó mới ra được cái đường bay mà có thể là bay thẳng vô cái hòn đảo chờ này nè anh em ơi. Hy vọng là trận này là mình sẽ sống được ở trên đây. Hồi nãy mình có bay được một trận mà bị gãy anh em ơi, đông quá, tặng 3 team luôn chơi không lại. Hy vọng là trận này cũng có team nhảy nha, nhưng mà ít thôi, tặng một team là vừa đẹp đó. Ôi, thắng gì đây? Hình như là mấy ông kia là ông muốn bay xuống trên cái đồi Starber đó anh em ơi, cho nó có tuyết anh em chơi trên đó. Không biết là có team nào bay chung với mình không đây. Thì cái phiên bản này nó ra cái hòn đảo riêng như thế này rất là thú vị mọi người. Mình rất là thích cái phiên bản update này, đặc biệt là cái cây AK đó anh em ơi, AK băng giá đó, cực kỳ là mê cây đó luôn. Nhưng mà nó chưa cho quay, game chưa cho quay anh em ơi. Kìa, có một team bay chung mình rồi. Rồi thì mình sẽ chọn cái khu này đó. Thì anh em mà tới đây thì anh em bay cái khu ở bên góc phải này tầm 1 giờ đây. Sẽ có là cây Thompson nha. Đó, đây là cái súng thuộc dạng là xịn sò chắc ở đây đó. Còn bay mấy cái khu khác là toàn là SKS một bản này. SKS với K98 M24 với scope không à. Còn nữa là cái khu bên trên mấy chỗ cao đó thì toàn là cây súng lục không à. Rồi tiếng chân bay đây. À một bản này. Bắn ông kìa hả. Nhưng mà có tới hai team nhảy luôn à. À đây rồi. Tí nữa thì chết. Đó. Những cái khu này là có cái Uzi này. Ô kìa, ông kia nằm anh em ơi. Này thì nằm mà, tướng mình không thấy à. Ở chính giữa thì Uzi anh em ơi. Và đặc biệt ở đây là nó có ô của ông chạy kìa. Để mình qua mình xử ông kia luôn. Ông kia là không tìm được súng nè. Không nhảy vô trong này mà tìm bên ngoài đó làm gì có súng. Chắc là nhảy xuống biển bơi rồi. À đây, tính leo lên thuyền chạy hả bạn. Ok, hình như là clear rồi. Ủa? Mà chưa anh em ơi. Chưa clear. Mình mới clear một team à, đây team khác. Không biết còn một ông nữa đang núp ở đâu. Đây này, thanh niên này còn bò này. Thì ở trên cái tòa lâu đài bằng tuyết này nè. Trên hòn đảo này thì một cái thứ mà cực kỳ là nhiều đó là X6 và X8 anh em ơi. Anh em vô đây một team là full X6, X8 luôn. Nếu mình đoán không lầm là chắc là phải 4 cái X6 và 4 cái X8 này. Đó anh em thấy không? Đây như khu chỗ này này. Đó X6 này. Trời ơi X6, X8 này. 4 cái X6. 3 cái X6 này. 2 cái X8 này. Bên kia nữa kìa mọi người ơi. Hình như là đủ bộ cho mục tiêu luôn đó. Đó. Trời ơi. Nhiều vãi chưa? Nhưng mà tiếc cái là không có Groza nữa mà. Theo mình nghĩ thì mình nên cho nếu mà mình mà là người mà làm cái bản update này mình sẽ cho một cái súng thính ngẫu nhiên ở giữa cái tòa lâu đài đây. Đó, cho một cái quả súng thính ở giữa đây. Trời ơi, anh em thấy không? Cái xấu này đó. Mình sẽ để đây. Xem thử lát nữa là được bao nhiêu cái. Nó bên này 8 nữa nè anh em ơi. K kìa anh em thấy không? K SKS thì thôi. Cực kỳ là nhiều luôn. Sẽ chạy xung quanh thử xem có cái gì nữa không. Đó, bên này là cái súng lục. Cái súng lục nó sida vãi luôn. Cẳng trước mình bay vô mà mình nhặt mình bắn không lại. Ô, à, thằng xa một ông bơi kìa. Hình như là ông cuối cùng rồi anh em ơi. Nè, X8 nữa, nè, X6 chứ. Đó, quá là nhiều X6 luôn. Bơi đi đâu hả bạn. Vô đây thì full luôn. Trong này hình như là full phụ kiện. Không, phụ kiện không full anh em ơi. Phụ kiện là không có full. Có mấy cái hình thằng nhân vật đổi cái nón ba với cây AK ở sâu. Đó, một cái, hai cái, ba cái nè. Trời, quá là nhiều luôn. Nhiều chưa anh em ơi. Mình khám phá tới đây là đủ rồi đó. Chỉ là có nhiều đó thôi mọi người. Mà giờ kiểm tra xung quanh mà không có cái thứ gì đặc biệt hết. Đó thì cái mà tính năng mà mình mong chờ nhất từ trước tới giờ ở trong cái game
trên điện thoại này, đó là cái tính năng là chuyển góc nhìn FPP sang, à nhầm, TPP sang FPP này. Đó anh em thấy không, cái này rất là cực kỳ là cái gì ta, cực kỳ là thuận lợi mà lúc mà anh em đi công nhà đó. Đó anh em chuyển sang FPP mà anh em công nhà thì thôi rất là mạnh luôn, nó sẽ cơ, nó linh hoạt hơn là anh em đỡ giống như là TPP lúc mà anh em công nhà. Đó, cái tình huống mà solo một với một trong phòng đó nên chuyển sang FPP chơi. Nhưng mình đi vô trong bo cũng thích hợp kìa, chạy tới Libuka đi tìm xe luôn. Ô trước mặt mình có thuyền kìa, cái gì vậy, cướp biển à? Ê đừng có chơi kiểu như vậy nha mấy bạn, chơi mình chơi cướp trên biển như thế này thì thôi đó, mình chưa có cái nón nữa, chỉ có cái giáp bùn thôi mà có gì đâu mà cướp. Hình như là có một ông ông này vô khô bóng mình luôn nè, hình quá là không phải là một team anh em ơi. Rồi nè, chạy đi đâu hả bạn, cướp biển nè, à khô máu hả bạn. Trời ơi ông này ông lút ở Libuka này, à nhiều khi là đây là cái thanh niên cuối cùng hồi nãy của cái team ở trên trên đảo hồi nãy mình giết đó anh em ơi. Ông này chắc là ông chờ mình ra, mình đi vô trong bờ là ông trả thù nè, ghê thiệt chứ. Thế là có một ông à, đúng rồi ông này ông chờ mình vô ông trả thù. Bây giờ mình tìm xe cái đã. Ô boss kìa, hồi nãy có xe bên phải nè anh em ơi, kìa có súng thích bắn luôn kìa, mình tới mình cướp luôn. Hình như là bắn ở trên đồi Starber rồi, không thấy cái hộp thánh ở đâu mọi người. Hôm nay mình quên mất là mình quên nhìn cái hướng rồi, thôi mình chạy vô trong bo đi. À có súng thánh bắn luôn kìa, ngon rồi anh em ơi, không ăn được quả bên này thì qua ăn cái quả bên đó. Ui trời đâu ra ông này, này thì bắn mình hả bạn, trúng hồi máu cái đã. Trời ơi đi ngang qua phát gặp ngay thanh niên này, ông này chắc là pha cái ông bắn súng thính hồi nãy ở trên đồi Starber không biết nữa, nghi lắm mà nha. Bây giờ mình qua mình gạt giò đi. Ủa mình chết rồi anh em ơi, ô ông này chết rồi, mình cứ nghĩ là còn nóc chứ, bây giờ mình tưởng nóc nên mình chui vô trong nhà mình trốn. Rồi uống nước xong rồi mình chạy qua bên kia cướp luôn anh em ơi, nhanh chứ không mà mấy tên băng xanh chạy mất hết nữa. Mình sẽ chặn lấy K98 luôn, SKS thì hơi sida một tí không chơi, mình có X8 mà, vừa từ hòn đảo là siêu giàu nhất ở trên Mumbai mà 68 thì thôi. Xe mình gần hết xăng rồi, để mình lên đầu mày coi có cái xe lái luôn. Đây chỗ này là mặc định là có xe nha mọi người, đó khu ở Yataya này với khu nhà bên phải nữa có cái nhà xe. Bo này có vẻ là thu về khu đá quân sự rồi. À có thêm một quả thích nữa được bắn kìa, anh em lướt ở đâu mà nhiều súng thích vậy, ngon anh em ơi. Mai giờ là ba quá rồi đó, mình chưa ăn được quá nào. Chạy thẳng tới luôn. Này là chắc là trên đồi rồi. Trên đồi mà trên gần khu farm đó anh em mình. Mai giờ giết được mới có 8 người à. Ố, cái gì đây, xe à? À không. À hai ông đang cứu nhau. Mình nhìn đằng xa mình tưởng cái xe ba bánh chứ. Một bạn nữa này rồi. À hình như là có đồng đội ở gần đây, để mình đợi tí đồng đội thử đi, xem đồng đội ở đâu. Trời hồi nãy mình nhìn xa mình cứ tưởng là cái xe ba bánh đó anh em ơi, đi lại gần mới thấy hai ông đang cứu. Bò về cục đá à, hình như là sau cục đá có đồng đội anh em ơi, chuẩn luôn rồi. Bò về hướng đó thì chỉ có đồng đội sau đó thôi. Rồi ra đây bạn ơi. Này này, ôi không headshot kìa, hên thế. Công qua luôn anh em ơi, yếu máu rồi. Tại vì bây giờ đang ở ngồi bo mà, dây dưa với thanh niên này thì bị
chết một bo không có nước nữa. Mình còn ít nước quá mà. Rồi mẹ. Thôi mình nghĩ mình công nết đi cho nó nhanh. Đó, tầm này cho qua nết là chết chắc. Trời, vừa tầm luôn anh em ơi. Bùm. Chết luôn. Ô, có khói anh em ơi. Cái này khói khói hồn thính màu vàng. À, như vậy là đây là cái quả thính hồi nãy được bắn rồi. Chỗ đó là trên cái đồi ngay chỗ cái cáp treo anh em ơi. Đúng rồi, cáp treo. Để mình lút xong rồi mình lên trên đó luôn. Bắn vừa trong bo luôn mà. Chỗ đó là vừa trong bo luôn đó. Ủa, có đà có phải là ganh này. Đã phải là ganh mà súng đâu. Súng đâu rồi. Móng này không có súng à. Có đạn mà không có súng. Xíu á. Qua chỗ bên phải này đi. Đó, dừng lại ngay chỗ này kiểm tra. Mình đang yếu máu mà. Lái xe nhòng nhòng bị bắn chết nữa. Khói nó hết rồi anh em ơi. Hồi nãy mình nhìn là vừa còn đúng một cái đợt khói cuối cùng luôn đó. Đâu ở trước mặt mình đó. Nhưng mà đang outbo rồi. Mình còn có 10 giây nữa à. Bây giờ là mình phải đi vô trong viện bo đi. Chạy tầm sát viện bo này. Đó. Qua bên này mình kiểm tra xem thử đi. Nằm chấm vàng. À không. Qua bên phải một tí nữa này được nè đợi mình. Ôi có người kìa. Trời. Rồi dừng lại chơi luôn này. Chỗ này khá là đẹp anh em ơi. Một bạn này. Công mình hả? Đồng đội đâu? Thêm một ông nữa này. Ha ha. Trượt xuống à. Trượt ván xuống anh em ơi. Ngon à nha. Chơi cái này vui à nha anh em ơi. Ôi ôi. Bên phải anh em ơi. Đây đây đây. Bên này. Thủ sau gốc cây trước đã anh em ơi. Cho an toàn. Đâu rồi bạn? À thấy rồi. Đây là đây. Ha, lại trượt. Bạn đùa mình à. Trượt nè. Còn không ta? Mình che sờ móc lại đi. Biết đâu có team khác tới nữa thì sao. Thôi, chạy lên loot đồ anh em ơi. Chắc là hết rồi đó. Ô, một ốc này. Trời trời, còn một team nữa anh em ơi. Hôm nay chạy sang phải. Sang trái chứ. Trời, tí nữa là không nóc được ông này là hóng rồi anh em ơi. Đó mất rồi, phải gạt giò đi. Đây đây đây. Không biết là đồng đội ở đâu đây. Lấy sờ móc rồi kìa. Hình như là đồng đội sau anh em ơi. À đây, bên trái anh em ơi. Chưa thấy. Ôi bên phải nữa. Ôi ôi thôi 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 à, từ từ anh ơi. Bây giờ là mình phải chạy sang bên phải chứ mình ở đây là bị bao vây. Cứu rồi anh em ơi. Qua bên phải mình móc đi. Tiếng chân trước mặt mình này. Rồi một bạn này. Ha ha. Thanh niên bên trái kia nữa. Chưa móc cái đã. Hình như là team này còn 3 người. Kìa kìa, hình như là đang nằm anh em ơi, đang thui một cục kìa. Nằm kìa. Đó. Này thì nằm này. Ôi, nóng 3. Này thì nóng 3 với mình này. Bây giờ dòng lên bên cao này. Bên phải này mình bắn mấy cái ông cứu hồi nãy anh em ơi. Hai thanh niên cứu hồi nãy sau gốc cây đó. Đây đây đây, một bạn này. Trời ơi, lộ vị trí rồi không nóc được kìa. À, đóng tay này nữa. Một bạn này. Rồi, còn hai ông. Làm sao hả bạn? Móng này bây giờ yếu máu rồi, mình có K98 mà sợ cái gì. Lâu lắm rồi mới bắn K98 này. Ôi trời ơi.
hết hết bạn ơi, không đốc kìa, ngó không bạn. Ui ông kia lại chúng mình bị đâu chứ, sao sao ra đây, hai bắn một nè, cơ hội của các bạn đó. Này này, bây giờ mà không đốc nữa thì thôi, còn một ông nữa, ra đây bạn, làm cái gì quăng smoke à? À đây đây đây, rồi 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 nè, cứ nghĩ mình là ở bên trên anh em ơi. Ngon lắm nha, lâu rồi mình bắn K98. Đó, có súng rồi nè, ôi, thêm một viên đạn nữa nè. Khá là ngon anh em ơi. Rồi đi vô bo. Ôi, bo thu về khu quân sự nè. Bo đây là mình chạy cầu bên Cang Novo đi. Còn 40 giây nữa mà anh em ơi, chắc là đi kịp. Ô, ở sau hình như có xe anh em ơi, đúng rồi. Ở sau có xe kìa. Nó chạy vô trong bo cái đã. Tiếp đó chắc chắn là đang dí mình đó. Mình sẽ dừng ở sát thuyền bo này. Đây, chỗ có cái cục đá nè anh em ơi. Ok. Rồi. Móc này đang áp sát theo mình mà. Ơ dừng lại nè. Trời ơi, quên bật scope. Hai bạn này, ông kia chạy à, sao biết mình dừng lại hay vậy ta. Xe bốc khói rồi. Hà nhảy xuống à, nhảy xuống xe này. Ơ sao lại đứng yên bạn. Cái gì cái gì bạn ơi. Này thì đứng yên nè. Ông kia y như là hắt các bạn em ơi. Biết mình dừng lại ở đây, kiểu như là chạy tới đây dừng lại để cho đồng đội bắn mình vậy đó. Nhưng mà đồng đội không có biết mình. Để mình bắn hơi bị lỗi. Mình bắn cái thanh niên thứ hai đó. Mình bấm scope mà nó không ăn. Bây giờ mình bắn mình lái cái xe để mình đi vô bo đi. Còn lại 10 ông nữa. Hy vọng là mình giết hết 10 ông. Đây là lần đầu tiên mà mình chơi cái bản chính thức này. Bắn chính thức mà mình bắn ra cái xe bọc thép này anh em ơi. Xe này công nhận Sida vãi luôn đó. Nó chạy chậm quá. Mà không có thò đầu ra bên ngoài bắn được nữa chứ. Nói chung thì cái xe này cái độ bền nó thì nó gấp 2 cái xe thường. Nhưng mà nó độ bền nó đâu có tác dụng gì đâu anh em ơi. Độ bền cao mà chạy chậm thì không khác nào là cái xe mà cho địch nó tập bắn anh em ơi. Chạy chậm thì địch nó bắn không chuẩn viên nào thì cũng đố thôi. Cũng như không. Thà chạy cái xe bình thường đó thì còn thoát được nhanh hơn đó anh em ơi. Mình đi cái con xe này nó ngu ngu kiểu sao đó. Ơ, có xe địch kìa. Thôi, đang ở ngoài bo anh em ơi. Mình chạy vô trong bo đi. Bóng kìa thấy mình cả dừng lại. Sợ à. Mình sẽ dừng lại ở ngôi nhà đây. Team kia chắc là công mình rồi. Này, chạy đi đâu hả mấy bạn. Ôi, dằn máu quá trời luôn. Lên trên đồi rồi. Mình sẽ lái cái xe này lên trên đồi đi. Không đi cái xe cũng lợn đó nữa. Chán. Đó. Thì xe này tăng tốc nhanh. Sướng thiệt, như thế này không đi. Quá là phí cho một cái súng mà ra cái xe đó anh em ơi. Cùi bắp. Không biết là có dừng ở trên đồi không ta. Hay là chạy đi đâu mất tiêu rồi. Ôi có đạn, lựu đạn kìa. Trái ra anh em ơi. Ôi, giả khi mà giả ghê vậy. Rồi, mấy cái đồi phía trước mặt mình có tim. Còn có 5 ông à. Ôi, đi chân gần mình nè anh em ơi. Có ông bên phải này. Đây đây. Chạy đi đâu hả bạn. Nhặt giò chứ đế bị cái mắt nữa. Rồi bên kia bắn sang K98 kìa anh em ơi. Mình sợ là team này nằm ở trên có nè, mình không dám lên. Kìa, vứt cái xe kìa, nhưng phải là team này là nằm ở đâu ở trên có nè anh em ơi. Hạn chế lên bên trên đi. Đứng bên dưới này bắn. Như là bắn ca mình kìa. À đây 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 đây. Này thì ca này bạn ơi. Làm sao hả? Lại nấp nữa à?
Còn có 3 ong anh em ơi. Mình xuống mình lái xe đi. Bây giờ mình chạy sang cái chỗ nào đẹp đẹp mình bắn đi. Chỗ mình xấu quá. Kìa. Có cái đồi bên trái nè anh em ơi. Ủa, chỗ này cũng không được. Chỗ này thấp quá. Đó. Chỉ là cái đồi đây. Còn tới là 50 giây nữa mà. Đâu rồi? Ông bên trái ông chạy đâu mất tiêu rồi. Chắc là chạy vô trong bo rồi. À đây, nấp sâu cây này bạn. Chạy này. Còn có 3 bạn à. Ha, nấp đi bạn. Này. Cái đồi cũ của mình là có đỉnh đó. Nhưng mà mình không biết ở đâu. Chắc là nấp sâu mấy cái gốc cây rồi. Trận này anh em chết nhanh quá. Mới giết được có 22 người. Nó. Ủa, ông nào bắn mình anh em ơi. Kìa kìa. À, đạn hướng này là trên đồi. Đây đây đây. Nằm để trời. Mặc bộ đồ có tháo nào mà giờ không thấy. Nấp sâu cây nữa rồi. Có thu rồi. Mình phải đi vô trong bo cái đã. Mình sẽ dừng chỗ cái nhà vệ sinh luôn. Dừng ở đây an toàn anh em ơi. Đó. Kê cái thanh niên trên đồi đây. Chưa thấy anh em ơi. À kìa kìa, đen đen kìa anh em ơi. Rồi rồi. Đó mất rồi. 3 viên này, 4 viên. Ôi trâu thế. À, rồi làm sao bắn đi. Hết đạn là chết nha bạn. Hết đạn là chết nha bạn ơi. Ok, còn 2 ông. 2 ông mà 1 ông hồi nãy là ở đằng xa, còn 1 ông nữa đâu mình không biết anh em ơi. Ok. Rồi rồi. Bên phải trên đồi. Bo bây giờ là mình vẫn còn là ở một góc bo. Mình đợi bo đi. Ủa cái nết kìa. Có ông nào nằm gần mình rồi anh em ơi. Trước mặt mình đây nè. Ông nào là ở trước mặt mình đây rồi. Hai ông cuối này là trung tim à. Mình phải kiểm tra cái thanh niên nằm ở trước mặt mình cái đã. Trốn ở đâu mình không thấy. À kìa 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 kìa. Rồi rồi đây 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 đây. Đen đen nè anh em ơi. Này thì bò trốn nè bạn. Nóc nè. Rồi. Còn một ông cuối cùng bên trên nữa. Hay là hồi nãy mình ở trong nhà vệ sinh này là bị ông này ông công nết chết rồi. Vừa đúng lúc mình ra. Bây giờ là ông kia không dám xuống cứu luôn rồi. Nấp ở bên trên nó rồi. Công luôn anh em ơi. Ôi, chỗ này không đẹp. Áp sát đây có mấy cái gốc cây mà. Gạt dò ông này. Cho ông này khỏi báo vị trí của mình. Rồi, nghe tiếng chân. Đâu rồi? Tiếng chân gần mình lắm. Để mình cho nết lên đi. À, bắn kìa. Tầm bên hướng E anh em ơi. Ôi, chạy kìa. Trời ơi, chạy lại ngay cái quả nết luôn. Đen cho ông này thiệt đó. Ủa, cái gì đây? Hả? Ở nhạc đâu? Không có nhạc à? Nghe đấm xẹt xẹt. Tớ vậy. Ok, như vậy là video mình kết thúc ở đây. Nếu mọi người thấy video này hay nha, thì đừng quên là bấm cho mình một like. Và bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm đăng ký kênh luôn nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau.